Hello, xin chào anh chị em. Chào mừng anh chị em quay lại với kênh của tôi. Hôm nay tôi đi kiểm tra xem là vào chân tầng cho đàn ông. Và hôm trước tôi cũng đã trình bày là chương trình vào chân tầng. Hôm nay là chúng tôi sẽ vào thêm. Vì tôi thấy là ong nó cũng phát triển được tốt. Đấy. Chỉ trong vài ngày thôi là từ đàn những đàn này chia đàn đấy. Chia đàn là 3 4 cầu, bây giờ sẽ nâng lên là 7 cầu. 7 cầu. Thì đợt này thì tôi cũng cho ăn và cho chân tầng vào, chân đan nền vào ấy, cho nền sáp vào để cho nó xây cầu. Đấy. Hôm nay tôi cũng đi kiểm tra, vừa kiểm tra vừa thêm chân tầng nhé các bạn nhé. Đấy, những cái máng ăn này. Đấy, và hôm trước tôi giới thiệu các anh chị em là cho 5 cân đường thì hôm nay nó phải ăn đến 2 cân rưỡi. Có mấy ngày thôi, vừa thêm nước vào. À, hôm nay cũng bắt đầu cho nền sáp vào. Sáp vào. Cho nói chung là cho làm 2 lần rồi các bạn nhé. Vì chẳng qua là không làm kịp thôi, chứ nếu mà một lần mà kịp thì một lần chúng tôi có thể cho vài chân tầng một lúc. Vài chân tầng một lúc để mình không thực sự là mình không có thời gian đi cắt sáp mèo. Mà đã sắp đã xỉ mèo ra có nghĩa là lãng phí, vừa mất công vừa lãng phí sáp. Cái sáp đó thì người ta để nó xây thành cầu ong thì tốt hơn đó. Xây cầu ong thôi. Những cái đàn này là chúng tôi đã vừa thêm sáp nền rồi. Bây giờ đậy lại thôi. Ủ ấm. Nói chung là đã đến thời kỳ mà xây nền ấy, thì quan điểm của tôi là cho xây luôn một lúc, chứ không để giữ từng cái một. Như thế mất thời gian. Cơ bản là mình có đường cho nó ăn. Đó. Có đường cho ăn. Là mình cho sáp nền thôi. Tôi sẽ kiểm tra 2 đàn này. Đàn này tôi cho 3 nền sáp. Cho 2 nền này cho cách đây 2 hôm. Còn 1 nền này hôm nay là cho hôm nay. Trong đợt này là tôi với cái đàn này tôi cho là 1 này, 2 này, 3. Đấy. 3 hôm nó sẽ như này. 3 ngày nó sẽ như này. Đẻ rồi nhé. Chắc chắn đẻ rồi các bác nhé. Anh chị em nhé. Đấy, cái vầng đẻ. Đây. Dọn sạch cái đẻ.
nên đang xây. Đây là sáp nền tôi vừa cho cách đây khoảng một mấy phút nè. Sáp này vừa cho xây cái này mấy phút. Kiểm tra tiếp đàn. Tôi rất không thích là cái xì sáp mèo này. Này vừa lãng phí vừa dọn. Mất công lắm. Nên là có cái dây bóng này phủ lên thì nó sẽ không lên nóc làm và đỡ phải dọn. Ta tiết kiệm được sáp này. Đây là chiếc đây và cũng có chúa luôn à. Đây, con chúa đang đẻ. Con chúa đang đẻ trên khúc cầu ạ. Con chúa đó xây cầu và đẻ khắp luôn. Tôi không thích cái nền sáp kiểu này. Cái da này hụt cầu thì con chúa nó hay chui xuống khe này hoặc nó sẽ làm các mũi chúa. Từ giờ trở đi tôi sẽ là thay bằng cái sáp nền là nó phủ khắp cầu. Một cầu mới mới xây đó. Nhưng cái này là bỏ mặt thôi, chúa chưa đẻ tới. Đợt tới chúa nó sẽ dọn tới và nó sẽ đẻ.
cũng một đèn sam nữa đã xây tới. Hôm nay tôi mới xây thêm cái khung cầu này, có sắt nền này. Đó, như vậy là một cái đàn mà mới chia ra cách đây một vài tháng là có 3 cầu thôi. Nhưng bây giờ là thành 3 cầu thôi, nhưng bây giờ là thêm 4 cái khung cầu mới và thành là 7 cầu. Đấy, chỉ trong chắc là chỉ trong độ khoảng 10 ngày nữa thì nó sẽ đầy đủ 7 cầu hoàn chỉnh, kể cả trứng trùng nhộng. Đây là nuôi ong ở bên ở miền Bắc, thì đây là dịp là cuối đông đầu xuân, thì khi mà phải ong nó vào thế thủ sau giấc ngủ đông, người ta phải cho ăn và thêm sáp nền. Đến khi vào vụ thì ta có đàn đủ 10 cầu và bắt đầu lên tầng kế. Vì một cầu nhộng này nó sẽ được một cầu rưỡi quân, ít nhất là cầu rưỡi quân. Với ong gọi là như hóa. Có những đàn là cũng giữ được nhiều tầng, quần lên rất nhiều. Đến thời điểm này là phải trực và cho chân lên kịp thời, đừng để xì mèo, xì sáp lên nóc các thứ là rất lãng phí, rất mất công dọn. Ta dùng những cái nền mà có sáp liền, sáp và đáy liền nhau, sáp với khung đáy liền để tránh cái hiện tượng là chúa nó chui xuống gầm hoặc là mũ hoặc xây đực. Đấy, thế tôi phải sử dụng cái khung cầu là kín sáp làm riêng.
Đây là cái máng cho ăn âm rất lợi hại, vừa thêm nước. Nhưng mà đường, lượng đường trước đây cho 5 cân thì bây giờ nó phải ăn đi mất 2 cân. Mất 2 cân đường. Và vừa thêm nước vào, châm thêm nước vào. Và nó sẽ ăn và nó xây cầu. Sau khi lập sân xong thì ngoài Bắc này lập sân xong thì cái con ong nó sẽ giãn ra và nó cần rất nhiều cái không gian để cho nó làm việc, nào là đổ mật, nào là đẻ quân, nên là mình phải ra vào cầu hợp lý và vào cầu hợp lý thật, tốc độ thật nhanh. Những cái thùng năm cầu này rồi cũng một là lên tầng, hai là chuyển thành hai tầng. Cảm ơn anh chị em đã theo dõi kênh của tôi, clip của tôi. Và xin hẹn gặp lại. Nhớ đăng ký kênh của tôi để được có những clip mới nhất. Và xin chào.